tốt thế nhỉ. Ôi, đựng hết ở dưới này. Ôi, hỏng hết rồi. To cơ. Cái loại này loại thơm.
Thank you.
Này, mua gừng để tắm à? Xung là như chan gì á? Thì bị vừa lắm. Ăn uống thì là gừng sai do thôi chứ. Ăn cái này là gừng đẹp luôn.
Khóa tủ, khóa xe máy, khóa ô tô, có cắt được các loại chìa khóa. Ai cắt chìa khóa đây? Trung tâm ứng dụng công nghệ mới ép dẻo bằng lái xe chứng minh nhân dân, có ép lắp đích, bìa đỏ, giấy khai sinh, giấy khen, ép chất lượng cao lấy ngay. Thank you.
em ơi. Thế mà anh người ta bị như thế thì anh cũng biết làm thế nào. Giờ giả sử như em bị như thế thì anh chẳng đưa em đi à, nhưng mà người ta bị như thế thì anh phải làm như thế chứ. Chứ bây giờ để cô ta như thế thì anh đưa em đi thì cô ta đấy làm sao? Ta chỉ giả vờ thôi, em tin đâu. Em em giật anh thật à? Em về đi nhá, anh đi lấy xe xong anh đi về sau. Ai hiểu người, giận gì mà giận đột ngột thế không biết. Để lấy xe về đây. Giờ về đến đây không chờ ở với mình nữa. Đưa đi với cô kia đi. Cô đây làm cái gì?
chờ em nhé. Để làm cái gì? Anh ở đây thì trở về đây thì về đâu? Cô ta bị ốm rồi, không đi chăm sóc cô ta về đây làm cái gì? Em thì có sao đâu. Bây giờ người ta ở dọc đường đấy thì bây giờ anh không đưa đi thì không đưa về thì đến lúc nó xảy ra chuyện gì thì... Mặc kệ, liên quan gì đến em và anh đâu. Nó bị như thế thì anh phải đưa nó về chứ, giả sử như em bị như thế thì anh cũng sẽ làm như vậy thôi mà. Cô ta làm em ngã ở dưới đất. Anh có cứu em đâu. Chứ cô ta làm cái gì? Thế cô ta ngồi xuống đấy, cô ta cứ kêu như thế thì làm sao? Cô ta chỉ giả vờ thôi. Thì anh xin lỗi em. Em không cần. Đưa anh cứ đi với cô ta đi. Anh không về đây làm cái gì nữa. Ai nói thế cơ? Người ta bị như thế thì anh đưa đến nhà xong là anh lại quay lại không thấy em thì đi tìm mãi không thấy, bây giờ mới thấy lại bảo anh đi với cô ta. Em bực lắm, em chẳng về ở đây làm cái gì. Thế em ngồi đấy không bị làm sao nên là anh thấy cô ta kêu thế thì là anh đưa cô ta về trước. Giờ em không tin ai cả. Mà em phải mở cái lòng của em rộng rãi một tí nào, sống nó có dễ không? Em sống ích kỷ như thế thì lấy đâu ra mà sống với nhau được. Rộng hay không rộng em không quan trọng. Nếu là em anh làm như thế em không chấp nhận. Thôi được rồi, thế thì lần sau anh không làm thế nữa à? Đi với cô ta đi, anh cứ đi đi, em không cần. Em ăn cơm chưa? Em ơi. Chắc cô ta lại gọi ấy. Alo. Gọi có chuyện gì không? Lại sang đấy à? Có mấy chuyện đi tiệu đấy mà không xử lý được, suốt ngày gọi anh. Khắc từ khắc phục đi, sao cứ gọi anh máy thế? Cái đấy không làm được á? Ờ. Thế để anh ra. Ờ. Thế nhá. Vừa đến đây một tí đã được gọi lại. Em nấu cơm nước đi nhé. Em đây nấu cơm nước để anh nhé. Anh đi ra công trường một tí. Đi. Hả? Đi nhá. Anh đi nhá. Em lấy dầu anh ngồi kia. Anh đi tí khoảng 3 giờ là anh quay lại. Suốt ngày gọi điện. Đói lắm người vẫn cứ phải đi. Chắc chắn thì không có ta. Mọi lúc nó nên đi tìm sao xem. Chắc chắn đi gặp cô kia. Mình
trình bỏ cái gì, làm cái gì mà cần gấp ngay đấy, làm bộ đi ra đấy. Mà cô khỏe chưa? Em bắt đầu. Mai là hôm đấy có anh đưa em về ấy. Không là em một mình em không biết như thế nào. Đưa một tí cô về, tôi chả biết là cô bị thật hay giả vờ đùa tôi đưa về, xong bây giờ cô sai giận tôi. Tôi không biết là giả thích kiểu gì nữa. Tôi đã nói với cô ấy, bảo là nếu giả sử như cô sai mà bị như thế thì anh cũng sẽ làm như thế thôi, cũng sẽ đưa cái người bị nặng đi trước rồi. Nhưng mà anh không biết là cái cô sai có bị làm sao không? Mà tóm lại thì lúc đấy cô sai có vấn đề gì đấy? Thì em với cô sai có vấn đề gì đâu, bọn em chỉ ngồi nói chuyện với nhau một lúc xong rồi anh đến mà. Rồi em bị đau bụng là anh đưa em về thôi. Đấy, bây giờ không biết là bị làm sao, không biết bị làm sao thì tức giận nhanh lắm. Lúc mà đưa em về đến, cô về đến nhà xong tôi đi ra đến đấy là chả thấy rồi, đi tìm máy không thấy. Thế từ hôm đấy đến giờ là cô ở chưa về nhà? Cô gặp ở nhà đâu, về đến nhà không gặp ở nhà. Nói thì nói thế thôi chứ bây giờ tìm máy không thấy, sao mai đi ra chợ thấy cô, ở ngoài chợ đấy, cô giận lắm. Gặp với những cô ấy giận lắm. Tôi nói chuyện thế, tôi đang bận, người ta đang gọi anh đi. Chắc là tôi đi ra công trường một tí đây. Cô muốn đi nên vào nhà đi. Làm sao đi, thấy người ta đi xe đừng có chạy, người ta đâm chết đấy. Đang đi nhanh nữa thì gác đầu xe người ta. Anh ấy tội, anh ấy giữa trưa nắng phải đi làm.